chưa thể nói gì được. Dĩ nhiên là em đấy có một số cái tố chất là rất là tốt, nhưng mà biết là một buổi tập và ở một cái, thật ra em là người Việt Nam nhưng em sinh ở tại Séc, hoàn toàn cái nền văn hóa nó khác nhau, để phải thích nghi các em phải còn thời gian. Ngoài cái chuyện chuyên môn, chuyên môn mình có thể lực kỹ chiến thuật và lối chơi nữa, có thể thích nghi, đặc biệt là cái nền văn hóa. Mặc dù em là người Việt, em cần thời gian, một buổi tập chưa nói lên gì. Okay. Thấy là cô anh đấy hòa nhập tương đối tốt trong ngày, những hai ngày ở đây thì anh ấy hòa nhập với những đồng đội mới hoàn toàn. Thật ra em ấy là người Việt Nam, nhưng vấn đề tôi cần cái chính nhất là chuyên môn. Trên sân em làm như thế nào? Thì trên sân tốt có nghĩa là ở ngoài sân nó cũng tốt, mà trên sân không tốt có nghĩa là ngoài sân cũng có vấn đề. Đó là tôi đã nói là chúng ta cần thời gian nhiều để cho em nó thích nghi, hay em nó được chuẩn bị. Cũng giống như các bạn khác là cần phải có một cái thể lực tốt hơn.